Người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận. Em cứ nghĩ câu nói đó nó thật là vô lý, cho tới ngày anh bước đến bên em làm tan nát trái tim này. Và rồi anh đã dạy cho em biết một điều rằng đàn ông trên đời chẳng có ai biết yêu thương thật lòng như đóa hồng nhan. Đúng không anh? Chuyện cuối cùng cũng đã lộ rồi, anh còn điều gì nói nữa không? Bao nhiêu ngày qua anh cố che giấu, bây giờ chỉ còn là số không. Do anh hết, do anh cả, thì anh hãy tự chịu lấy đi. Anh đừng biện hộ thêm lời nói gì, cũng đừng buông ra câu năn nỉ. Chính anh là người đã vội đổi thay, anh không còn như lúc trước. Thì lòng em đây cũng đã cạn dần và tim em mang nhiều vết xước. Anh nghĩ bản thân mình quá khôn ngoan, điều anh làm không ai biết. Xin lỗi anh nha, anh đã sai rồi, chỉ là em đang giả vờ đi. Vì em cố chấp tin rằng một ngày anh sẽ vì em mà thay đổi, nhưng cuối cùng kết quả đã rõ, cũng như em thấy rồi. Càng níu kéo anh càng ra xa, người mang nỗi đau chính là em. Ôm bao đau thương, ôm bao nước mắt, mà tình này lại càng xa thêm. Ừ, nếu với anh thì cô còn giá trị, xin người hãy cứ quay bước đi. Nhưng nếu sau này anh có hối hận cũng đừng về đây để làm gì. Bởi vì lòng em đã quá đau, tình cảm không còn như lúc trước. Tim em chai sạn, nước mắt cạn rồi, không còn can đảm để đánh cược. Là thân con gái nhưng bao tổn thương, có ai hiểu hết được chữ đâu. Những đêm khóc òa trong giọt nước mắt, và rồi cũng tự khóc tự lau. Cành hoa nhỏ bé lạc lõng giữa đời, biết trao thân mình về nơi đâu. Để không còn buồn, không còn khóc, không còn sống mãi với nỗi sầu. Cành hoa càng đẹp thì càng tổn thương bởi sự vùi nát của cuộc đời. Cũng như hồng nhan được cũng bạc phận, số phận đưa đẩy một cuộc chơi. Là người nhẫn tâm vô tình độc ác đã làm tan nát cành hoa kia, khiến cho cuộc đời của người con gái cuối cùng rồi cũng phải xa lìa. Bao nhiêu ngày qua tình cảm đậm sâu, ừ thì anh cũng đã quên mau. Anh quay lưng đi chân anh bước vội, để lại nơi đây những nỗi sầu. Ngày anh bước đến bên em, anh mang theo màu hồng hạnh phúc. Đến khi anh đi tim em thắt lại, con người em như bị đánh gục. Bức tranh tình yêu muôn màu muôn vẻ, có anh và em ở trong đó. Anh thấy người khác vào vị trí em, bức tranh trở nên toàn sóng gió. Vốn dĩ em nghĩ anh sẽ là người che chở cuộc sống em sau này, nhưng em đã sai, sai thật rồi, chỉ là màn kịch bấy lâu nay. Em là con gối trong tay của anh, còn anh là đạo diễn vĩ đại. Vở kịch đã hạ màn lâu rồi, còn em thì cứ ngu dại mãi. Con ngốc khờ dại tin vào nơi anh sẽ khiến cho nó được an toàn. Không ngờ con người anh lại trao chở kiểu này thì nó hơi bị choáng. Nhưng mà không sao đâu, nó cảm ơn anh vì tất cả. Bộ mặt ác độc hiện ra càng sớm, sau này nó khỏi phải vất vả. Nó sẽ lại là chính bản thân mình miêu của ngày đó, không để cho ai làm nó tổn thương. Cuộc đời nó không phải dày vò. Là thân con gái nhưng bao tổn thương, có ai hiểu hết được chữ đau. Những đêm khóc òa trong giọt nước mắt, và rồi cũng tự khóc tự lau. Cành hoa nhỏ bé lạc lõng giữa đời, biết trao thân mình về nơi đâu. Để không còn buồn, không còn khóc, không còn sống mãi với nỗi sầu. Cành hoa càng đẹp thì càng tổn thương bởi sự vùi nát của cuộc đời. Cũng như hồng nhan được cũng bạc phận, số phận đưa đẩy một cuộc chơi. Là người nhẫn tâm vô tình độc ác đã làm tan nát cành hoa kia, khiến cho cuộc đời của người con gái cuối cùng rồi cũng phải xa lìa. Hãy ủng hộ bằng cách nhấp vào đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều.